Ái nữ Quyền Linh sắp thành hoa hậu tương lai, nam MC tiết lộ điều ít ai ngờ. Sự trưởng thành xinh đẹp của hai cô con gái nhà MC Quyền Linh khiến người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng vào một thế hệ nhan sắc Việt trong tương lai. Nhìn vào cách Quyền Linh chăm sóc và yêu thương con gái, càng khiến khán giả không khỏi thán phục trước sự tinh tế của một ông bố. Lọ Lem được mệnh danh là hoa hậu tương lai khi sở hữu nét đẹp dịu dàng hiền thục. Cô và em gái hạt dẻ trở thành niềm tự hào của bố Quyền Linh. Không chỉ xinh đẹp, thành tích học tập cũng đáng nể. Cả hai đều theo học ở trường quốc tế với học phí và chất lượng cao ngất ngưỡng. Khi các con đã lớn, đặc biệt Lọ Lem dần trở thành người của công chúng, MC Quyền Linh rất ý tứ trong việc giữ khoảng cách. Anh thương lắm nhưng chỉ dám ôm con vì con gái không còn bé bỏng như xưa. Còn nhớ khi hai em nhỏ, bố Quyền Linh còn thoải mái cưng nựng hôn má bồng bế. Giờ đây các con cao lớn hơn cả bố nên MC Quyền Linh cũng khó mà chiều chuộng như xưa. Anh nói về những hành động dành cho con gái ở tuổi dậy thì, MC Quyền Linh cho biết vì con lớn nên nhiều điều nhạy cảm anh không dám làm với con. Thương con quá, mình hôn má một cái thì được chứ không thể ôm ấp gần gũi như lúc con còn nhỏ. Buổi tối bé có thể ngủ chung giường với mẹ, còn tôi chọn cách nằm dưới đất. Đó là điều mà các ông bố cần quan tâm nếu có con gái. Ở tuổi này, bé bắt đầu có những suy nghĩ quan điểm riêng. Vợ chồng tôi chọn cách quan sát, điều chỉnh hành vi của con một cách chừng mực, khéo léo khi cần thiết. Nếu là con trai, bậc làm bố mẹ có thể thoải mái hơn. Nhưng là con gái, tôi sẽ luôn đứng sau, bảo vệ con bằng mọi giá. Được biết, Lọ Lem tên thật Mai Thảo Linh sinh năm 2005, hạt dẻ tên thật là Mai Thảo Ngọc sinh năm 2008. Càng lớn, hai cô bé ngày càng trổ mã xinh đẹp, động lòng người. Nhiều người hâm mộ khuyến khích Quyền Linh cho con gái tham dự các cuộc thi sắc đẹp hay lấn sân vào showbiz, nhưng nam MC vẫn muốn các con chú tâm vào việc học trước tiên. Tôi chỉ muốn con mình học giỏi, không bị áp lực bởi ánh đèn sân khấu, bởi showbiz có quá nhiều áp lực chứ không phải đơn giản. Tôi không muốn con bị áp lực như thế, Quyền Linh nói. Cung cấp cho các con đủ đầy, nhưng vợ chồng Quyền Linh luôn dạy con cách sống giản dị, quan tâm chia sẻ với mọi người, biết trân trọng sức lao động, biết ơn từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi dạy con ngủ dưới đất, ăn cơm giản dị. Tôi luôn dạy bé phải nhìn tôi mà noi gương, tự lập và không nhờ vả bất kỳ ai, tự vươn lên bằng chính sức của mình. MC Quyền Linh từng giải bày. Có hai con gái xinh xắn, được khen đẹp như hoa hậu, Quyền Linh hãnh diện nhưng cũng rất áp lực. Anh muốn bảo vệ con trước giới giải trí nhiều mặt trái và đi bán hàng ở chợ để làm gương cho con về giá trị của sức lao động. Trên mạng có những bình luận là, ôi sao ông Quyền Linh cái gì cũng khoe con, ngày nào cũng đăng báo về con. Thật ra tôi muốn con tôi chăm lo học tập, ít hoạt động mạng xã hội. Nhưng có lẽ do báo chí thương nên cứ có bức ảnh nào của con tôi hay gia đình tôi là họ lại lấy đăng lên. Có những bức ảnh con tôi chỉ đăng story trong một ngày mà báo chí cũng đăng lại. Nếu không có hình mới thì họ lấy hình cũ đăng. Ông bố Quyền Linh than. Khi tuổi trẻ hỏi, có phải giới giải trí nhiều mặt trái nên anh không muốn con tham gia? Quyền Linh nói, chính xác là như vậy. Làm nghệ sĩ áp lực lắm, hàng chục triệu người yêu quý thì cũng có đến hàng triệu người chưa quý mình. Lúc nào mình cũng canh chừng lo lắng như vậy thì áp lực lắm. Tôi không muốn các con phải chịu nhiều áp lực. Nhưng giờ lỡ rồi, người ta biết cha thì biết con và đăng hình con tôi. Hai con gái Quyền Linh có biệt danh Lọ Lem và Hạt Dẻ, đôi khi cũng trách vì cha nổi tiếng quá nên bọn con bị chú ý lây. Rồi những lời khen ngợi như con gái Quyền Linh đẹp quá, mai mốt làm hoa hậu tương lai khiến nam diễn viên than áp lực dữ lắm. Anh nói các con mới dừng ở mức dễ thương, ngoan xinh, chứ chưa đến mức làm hoa hậu. Tự dưng bị chú ý nên bây giờ Lọ Lem Hạt Dẻ ra đường cũng mất tự nhiên. Các cháu cũng không dám đăng nhiều hình ảnh vì sợ bị soi mói. Hai cô bé cũng thường xuyên nhận được điện thoại hay tin nhắn Facebook đề nghị phỏng vấn. Có những người còn đến trước cổng trường canh để gặp gỡ xin phỏng vấn. Quyền Linh kể, tôi dặn con không sao đâu. Nếu các cô chú anh chị hỏi thì con nói xin lỗi, con chưa biết gì để trả lời. Con tôi còn trong veo à, chưa chạm ngõ showbiz đâu. Hỏi Quyền Linh, việc các con anh sinh ra trong đủ đầy, được săn đón để mời quảng cáo, có khiến hai cháu nghĩ rằng kiếm sống rất là dễ dàng. Anh nói, để con không nghĩ vậy thì cha phải là tấm gương.